Các sự của dân với thánh giá sẽ là
sư và cha giám đốc Vero và giáo sư của giáo sư Thanh Hải đến chiều hôm chúng ta sẽ chào đón cha và giáo sư của cha qua tay. Chúng ta quay ở dưới hôm nay á, chúng tôi với các em đi cổ vũ anh cọp, cho nên là đi thăm chủ quyền, tôi có điện thoại để xin để đi thăm dòng mưa lời, đi thăm các thành nữ, nhưng mà vì tính gái xa quá, cho nên là chỉ có đi một cái thành phố thôi. Nhưng mà cả nam cũng như nữ, bên nam á, thì đến dòng nữ đó thì xa cầu người của các thành nữ là Hồ Sơ, còn bên nữ á, ở trên chủ quyền á, thì xin cầu người của các bạn nam là thành nữ một. Đi qua cái cầu này chơi cha, cái nhà to quá, có lẽ trong tương lai con xin một cái nhà to này. Cho nên đây là các em cùng giáo sư Hải, nhưng mà đa số các em này là các em đi lễ thường xuyên, dường như là đi lễ thường xuyên, và mỗi lần đi lễ như vậy đó thì các em cùng một thể, và các em con lại tất cả là một người năm thể, 30 thể, thì các em có thể cứng, thể trắng, các em cùng đi cùng với giáo sư. Nhân dịp hôm nay lễ Chúa Trinh Lành, muốn mời các bác em để cổ võ ơn phận linh mục của tu sĩ nam nữ, thì chúng tôi vừa đi đến chủ viện rồi, cho các em đi khắp nơi, bây giờ đi qua nhà bé sư đi, có ý là xin loan báo, xin quảng bá, xin nói với các em là nếu các con muốn đi tu trở thành một linh mục qua xứ thì về chủ viện. Nhưng nếu các con muốn đi tu để đi nước Afghanistan này, đi nước Brazil này, đi nước Argentina này, đi nước các nước thế giới này, các con xin đi đến đây ở nhà dòng, gọi là nhà dòng ngôi đời. Cho nên hôm nay là Chúa xuất phép sao đó để mà hôm nay đến đây gọi quả ra sang tới cầu máy có thì đi gọi cửa đi gõ từ cửa này qua cửa này đến đây thấy thấy một đức cha một thằng các cha rồi nó xin phép là chị nữa để bên ngoài cho các em nó thọ đồ vô mà ban nào thọ đồ vô đó thì về nhà cầu nguyện rất lý để xin trở thành đức cha này để trở thành thằng Sơn này trở thành là các cha dòng này. Hôm nay các con đến đây các con thấy như vậy, vì các con ngồi đó thay vì ta đi qua nhà bé đi thì ta được các thầy và các thầy ngồi dưới đó áo xanh đi bộ ra rồi các con giờ sau các con nhớ các con đến xin thầy cho các em học để trở thành linh mục truyền giáo đến khắp thế giới. Và bây giờ các con sẽ thấy các sơ múa một bài, các con đồng ý không? Tránh xa những đam mê lỗi tội, nào
nào mình cũng quyết nghe dân Chúa trọn đời, loan tin vui cho muôn người muôn nơi. Là người công giáo đây bạn ơi, hãy nhớ, hãy trở nên chứng nhân cho nước trời bằng lời yêu thương bác ai, một lòng tin yêu phó thác, ta dân thân phục vụ tha nhân. Mình cùng cất bước với Chúa nhé, đi đến muôn phương gieo yêu thương, để người sâu vương trên dương gian vững tin bao lòng thương xót Chúa. Mình cùng cất bước với Chúa nhé, cho dấu tương lai vào trong gai, để đời sống gió với bao ngô, ta quyết sống chứng nhân tin mừng. Mình cùng cất bước với Chúa nhé, đi đến muôn phương gieo yêu thương, để người sâu vương trên dương gian vững tin bao lòng thương xót Chúa. Mình cùng cất bước với Chúa nhé, cho dấu tương lai vào trong gai, để đời sống gió với bao ngô, ta quyết sống chứng nhân tin mừng. Ta quyết sống chứng nhân tin mừng. Ta quyết sống chứng nhân tin mừng. Một Thiên Chúa dịu hiền, dang rộng vòng tay đang chờ đợi ta. Chúa Giêsu là điểm tựa đời con, điểm tựa đời con. Cho dẫu thăng trầm cuộc đời, con vẫn vững bước thành thơi. Chúa Giêsu là điểm tựa đời con, điểm tựa đời con. Xin ở cùng con luôn mãi, bên con ôi à suốt đời. Từ biển lên núi hay là đông tây nam bắc, tim đập nhanh chậm vẫn luôn tự do, dẫu phong sương không cần cân nhắc, ta vẫn biết chân đi đâu thì chẳng có gì là dám chắc. Nhưng được bình an nơi Chúa là siêu tuyệt vời, cần gì thắc mắc. Cuộc sống này có bao đổi thay, đừng trách tại sao đời may rủi, vững tin nơi chính Đức Giêsu thì luôn ngập tràn niềm an ủi. Bạn có dám mạnh bước theo Ngài hay chỉ nhìn đời mà lúi cúi, dám lội ngược dòng hay chỉ nghe theo miệng đời nó bảo và nó xuôi. Ai ya 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 ya, ai ya 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 ya. Sống vượt trùng dương khó khăn răng đầy muôn phương ya. Đời ta có Chúa những dấu thương chẳng còn vấn vương ya ya. Bên Giêsu tình yêu vẫy gọi mời, bên Giêsu là nơi suối ngọt lành, tràn hòa tình thương bên bờ bình an. Chúa Giêsu là điểm tựa đời con, điểm tựa đời con. Cho dẫu thăng trầm cuộc đời, con vẫn vững bước thành thơi. Chúa Giêsu là điểm tựa đời con, điểm tựa đời con. Xin ở cùng con luôn mãi, bên con ôi à suốt đời. Này bạn ơi chớ đừng từ khước những chông gai đang chờ đợi phía trước, vì nó giúp cuộc đời ta thêm can trường và vững bước. Và dù có lên miền sân cước hay là vùng trũng của sông nước, ân phước là tước dành cho những ai gặp khó khăn không lùi bước. Lời gọi tình yêu ngân vang trong trái tim này rồi bạn nhé, đừng để ồn ào náo nhiệt xóa tan và dập đi tiếng khe khẽ, hay chỉ ngồi đó gật đầu mà chẳng nghe. Sợ gì siêu tẻ Chúa luôn yêu thương nâng cao những ai là nhỏ bé. Bây giờ các thầy con thấy cái xưa lắc cái tay đẹp không?
mềm lắm, các tri ân, các sơ, các chị ở đây. Bài hát là lắc cánh tay, kìa là lắc cái gì? Một tay, một con tay nhất nhẹ, hát to lên nhẹ, bắt đầu. Hai, đi vô. Một con tay như nhẹ, một con tay như nhẹ. Cho nên các con Việt Nam nhớ là các con.